Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh Đạo Sĩ Tử Thông. Quý vị thân mến, trong chương trình ngày hôm nay thì Tử Thông sẽ chia sẻ cùng quý vị và các bạn về những con giáp được vượng vận quý nhân trong tháng 7 âm lịch. À, quý nhân sẽ tương trợ giúp đỡ, giúp cho vận trình hanh thông thoát khỏi cái tháng cô hồn một cách ngoạn mục. Vậy thì đó là những con giáp nào, xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi trong chương trình ngày hôm nay. À, thưa quý vị, à, chúng ta biết cái tháng 7 âm lịch nó là tháng cô hồn, tháng của âm hồn dã quỷ và khi một quý nhân xuất hiện nó cũng sẽ giúp cho cái vận trình của họ được hanh thông thuận lợi hơn à, như chúng ta đã chia sẻ ấy, thì quý nhân chính là những người giúp chúng ta rất nhiều trong cuộc sống trong công việc à, quý nhân đến là do ý trời hoặc là do bản thân tu dưỡng Đó. À, nói chung ấy, thì trong chương trình ngày hôm nay chúng ta sẽ nói về cái thời vận mà do cái thiên thời tức là ý trời nó mang lại cái quý nhân cho những con giáp này còn cái bản thân tu dưỡng thì chúng ta sẽ nói ở một chương trình khác quý vị nhé thì chúng ta biết là nếu mà theo cái thiên ý, theo ý trời thì chúng ta sẽ có ba cái quý nhân đúng không ạ? Thứ nhất là có được cái gì? Thiên can hợp hóa, thiên can hóa ngũ phúc, nó cũng là quý nhân. Thứ hai là gì? Lại gặp được cái cục diện lục hợp và thứ ba là cục diện tam hợp. Thì đầu tiên chúng ta cùng xét về cái thiên can, thiên can ngũ hợp trước. Thì chúng ta có 10 thiên can thì có 5 cặp với nhau. Nó hợp Vậy, thì nó gọi là ngũ hợp đúng không ạ? Chúng ta có giáp kỷ này, ất canh này, bính tân này, đinh nhâm và mậu quý, đó là năm cặp. Thì trong tháng 7 âm lịch, tháng nhâm thân thì chúng ta có đinh nhâm là hợp hóa đúng không ạ? Thì vị trí là những người có thiên can đinh cũng sẽ là những người mà được thần tài chiếu mệnh, được quý nhân tương trợ giúp đỡ. À, thì cái thiên can hợp hóa thì cũng rất ít cái ứng dụng, người ta cũng rất ít ứng dụng trong cái việc là à, xem mà xem tuổi cũng như là gì các thầy cũng rất ít nói cái vấn đề này. À, tuy nhiên như chúng ta đã biết đấy, cái thiên can nó là cái hợp ông, hợp dương giống như là nam nữ hợp đạo thành đạo vợ chồng đấy. À, trong kinh dịch cũng biết là gì nhất sự âm nhất dương chi vi đạo có nghĩa là nhất âm nhất dương là đạo thiên về âm thiên về dương thì là thì là tật là bệnh là sự suy bại. À, cái sự hợp của con người nó xuất phát từ cái tính âm dương của ngũ hành. À, ngũ hành là do thiên can à, nhất âm nhất dương hợp thành mà nó sinh ra đó thì đối với cường nhược hưng thịnh suy vượng thì cũng có tác dụng trực tiếp đến cái cục diện là khắc chế hay là gì hay là sinh tư sinh đúng không ạ và đầu tiên là chúng ta xét về cái cặp ngũ hợp nhé ngũ hợp chúng ta có đinh nhâm là hợp hóa đúng không ạ thì chúng ta có đinh thì chúng ta sẽ có những tuổi sau này chúng ta có đinh xỉu là 1997 ngũ anh là thuộc thủy Thứ hai là Đinh Mão là 1987. Ngũ hành thuộc hỏa. Thứ ba là Đinh Tị là 1977. Ngũ hành thuộc thổ. Tiếp theo là Đinh Mùi là 1967. Ngũ hành thuộc thủy. À, đinh Dậu là 1957. Ngũ hành thuộc hỏa. Cuối cùng là đinh hợi là 1947. Ngũ hành thuộc 1947 thuộc thổ. Đó. Đó là những con sáp mà được cái thiên can hợp hóa, thiên can hóa ngũ phúc nó cũng là một cái cặp vô cùng quý, 10 năm nó xuất hiện một lần đúng không ạ? Và để chọn ra một cái à, xem là trong những tuổi này thì tuổi nào là tuổi tốt nhất thì chúng ta cùng xét nhá. Đấy. Thì đầu tiên chúng ta biết là dựa vào cái cục diện là nạp âm ngũ hành chúng ta có tháng 7 âm lịch nó là tháng nhâm thân. Thì tháng nhâm thân ngũ hành được kim kim sinh thủy vậy nên những người tuổi đinh sửu và đinh mùi thì cũng sẽ là những người cực kỳ may mắn. Và đinh sửu đinh mùi thì là con giáp may mắn đúng không? Thì đinh sửu xếp vị trí số 1. Đinh mùi là xếp vị trí số 2. Đó. Tiếp theo chúng ta xét đến kim thì tỷ hòa với kim nhưng mà trong những con giáp này không có nào mệnh kim. Thứ ba là hỏa khắc kim, như vậy là những người tuổi mệnh hỏa sẽ khắc được đúng không ạ? Thì mình mệnh hỏa chúng ta có 1987 là đinh mão và 1957 là đinh dậu. Thì những người tuổi đinh dậu sẽ may mắn hơn, hơn, xếp vị trí số 3, đinh mão xếp vị trí số 4. Những người tuổi đinh dậu được cục diện là gì? À, thân thân dậu tốt là tam hội. Được tam hội cục nhá, nó tương trợ nhá. Và cuối cùng là 1977 là đinh tỵ và 1947 là đinh đinh hợi đúng không ạ? Thì những người tuổi đinh tỵ may mắn hơn nó xếp vị trí số 5. Và đinh hợi xếp vị trí số 6. Rồi. Đinh Tị may mắn hơn Đinh Hợi do là cục diện là gì? Tị thân là lục hợp, còn những người tuổi Đinh Hợi thì xếp vị trí số 6. Do là gì? Gặp cục diện là thân Hợi là lục hại đúng không? Đó. Đó là những người mà được cái cục diện là ngũ hợp đúng không? Tiếp theo chúng ta xét cục diện nhị hợp. Thì nhị hợp thì chúng ta biết đấy là trong cái 12 con giáp thì có 6 cặp có quan hệ mật thiết với nhau và đi song song với nhau, lại đi cùng nhau và có một cái mối quan hệ rất là đặc biệt xem một cách cụ thể rõ ràng hơn ấy, thì trong các cặp con giáp này có sự cách biệt âm dương Đấy. À, bao giờ cũng sẽ tồn tại một cái âm và một hợp với dương hoặc là gì một chi âm gắn liền với một chi dương theo đó thì nếu mà nhất âm nhất dương thì sẽ sinh thành đạo và à, khi mà chọn vợ chọn chồng hoặc là chọn cái đối tác làm ăn mà là cái, chọn là cái tuổi lục hợp này cũng sẽ cực kỳ là may mắn và đây cũng là một cái quý nhân nó cũng sẽ tương trợ giúp đỡ khiến cho công việc được hanh thông thuận lợi, tiền bạc tài lộc thì nó cũng sẽ dễ kiếm hơn. Đó. Và những người tuổi Tỵ thì chúng ta biết những tuổi sau này Ất Tỵ là 1965. Đó. Đinh Tỵ là 1977. À 1965 là hỏa này. 1977 là thổ này. Đó. 1989 là kỷ tị ngũ hành thuộc mộc à, 2001 phòng 1 là tân tị ngũ hành thuộc kim và cuối cùng quý tị là 1953 có ngũ hành thuộc thủy đó thì trong cái tuổi này chúng ta xét tuổi nào may mắn nhất nhá thì chúng ta biết tháng 7 nó là tháng nhâm thân kim đúng không ạ kim thì sinh thủy như vậy những người tuổi 1953 sẽ xếp vị trí số 1 đúng không ạ? Thứ hai là kim tiểu hòa với kim thì những người tuổi 2000 xếp vị trí số 2. À, thứ ba là gì? Kim bị hỏa nó khắc thì những người tuổi 1965 ất tỵ xếp vị trí số 3. Tiếp theo là gì? Thổ kim tương sinh là những người tuổi đinh tỵ xếp vị trí số 4 và cuối cùng là tuổi kỷ tỵ vị trí số 5. Đó. Đó là những người tuổi tỵ. Tiếp theo là chúng ta xét cục diện tam hợp. Thì quý vị biết tam hợp nó là cái thuật ngữ dùng để mối chỉ một cái mối quan hệ hài hòa giữa ba con giáp trong 12 con giáp. Thì các con giáp trong cái nhóm tam hợp nó có tính cách tương đồng và dễ dàng hỗ trợ cũng như là tương trợ lẫn nhau, mang lại cái may mắn thành công trong công việc và trong cuộc sống. À, người Việt tin rằng nếu mà chọn vợ, chọn chồng hay là chọn bạn làm ăn hay là gì chọn được những cái tuổi tam hợp thì gặp được thêm nhiều may mắn, công danh, sự nghiệp thì đều được thuận lợi, cuộc sống thì được an khang thịnh vượng. Và trong tháng 7 tháng âm lịch đó là tháng nhâm thân đúng không ạ? Thì chúng ta thân thì hợp với thìn và tí. Những người tuổi thìn thì bao gồm tuổi sau này. Chúng ta có tuổi giáp thìn là 1964. Ngũ hành thuộc hỏa. Đó. Bính thìn là 1976. Ngũ hành thuộc thổ. Mậu thìn là 1988. Ngũ hành thuộc mộc Cách thì là 2000 Kim Và cuối cùng là gì? Cách nhâm thìn là 1952 Ngũ hành thuộc thủy Đó thì trong những con giáp này sẽ con rất may mắn nhất nhá. Thì đầu tiên chúng ta có tháng 7 nó tháng nhâm thân là kim kim sinh thủy. Vậy chi là những người tuổi 1952 sẽ là con giáp may mắn đầu tiên. Thứ hai là chúng ta có những người mệnh kim là con giáp may mắn thứ hai là những người tuổi 2000 canh thìn. Và con giáp may mắn thứ ba thì đó chính là những người mệnh hỏa thì là 1964 xếp vị trí số 3. Tiếp đến là 1976 là xếp vị trí số 4 đúng không ạ? Và 1988 xếp vị trí số 5. Đó. À, thưa quý vị, thì để tăng cường cái vận quý nhân ấy thì trong cuộc sống trong công việc người ta cũng sẽ luôn sử dụng cái vòng tam hợp quý nhân để gia tăng cái may mắn được quý nhân tương trợ giúp đỡ. À, nữa được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ nhé. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 chín để thỉnh những cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho mình quý vị nhé. Đó. Và cuối cùng chúng ta còn xét đến cùng dự bộ tam hợp tiếp theo là những người tuổi tí. Những người tuổi tí bao gồm tuổi sau này 1984, à, nó là giáp tí, ngũ hành thuộc kim. Đó, 1996 là bính tý ngũ hành thuộc thủy 1996 bính tý này mà 1948 còn 2008 ấy là Mậu tý ngũ hành thuộc hỏa một chín sáu mươi canh tý ngũ hành thuộc thổ và cuối cùng là nhâm tý là 1972 ngũ hành thuộc mộc đó Vậy thì chúng ta cùng xét xem trong những con giáp tuổi Tý thì con giáp nào là con giáp may mắn nhất nhá. Thì chúng ta đều dựa vào người cái nạp âm ngũ hành đúng không ạ? Chúng ta có nhâm thân ngũ hành được kim, kim sinh thủy. Vậy nên những người 1996 Bính Tý là con giáp may mắn đầu tiên. À, tiếp theo là gì? Đến những người mệnh kim là giáp Tý là xếp vị trí số 2. Thứ ba là Mậu Tý là 1948. Đấy, thứ tư là gì? Canh Tý là 1960 và cuối cùng là Nhâm Tý 1972 là xếp vị trí số 5. Đó. À, thưa quý vị thì trên bảng đó là những con giáp được vượng vận quý nhân đúng không? thì tất cả những con giáp mà xếp vị trí số 1 thì sẽ là con giáp may mắn nhất thì chúng ta sẽ có bốn con giáp xếp vị trí số 1 là may mắn nhất này một là chúng ta có 1997 đi xỉu hai là 1953 là quý tỵ ba là 1952 là nhâm thìn và bốn là 1996 là tuổi bính tý thì đấy là bốn con giáp được lộc trời cho giàu sang phú quý nhất Ngoài ra thì những con giáp có tên trên đây cũng sẽ được quý nhân tương trợ giúp đỡ. Tùy theo là quý vị thuộc ngũ hành kim mộc thủy hỏa thổ khác nhau mà cũng sẽ được những sự hỗ trợ khác nhau. Được tương sinh tương hợp thì là tốt mà gặp cục diện là tương phá thì nó cũng sẽ là xấu đó. Nhưng mà tuy nhiên ấy thì hiệp kỷ cũng biết là gì? À, quý nhân đến thì ở nơi nào cũng tốt đó nó có thể là xua đuổi đi cái khó khăn xua đuổi những những vận hạn và thu thâu cái tài lộc và cái may mắn À, rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. À, xin cảm ơn.